Chúc mừng cô quay trở lại với chương trình Question and Answer tuần này. Câu hỏi đầu tiên ngày hôm nay đó là xin cô chia sẻ bí quyết về cách dưỡng da hàng ngày của cô. Giữ cho da sạch, uống nước nhiều, sáng thức dậy uống nước liền trước khi rửa mặt, tối uống nước trước khi ngủ. Vậy thôi, làm sạch da thôi, không có tốn tiền đâu nha. Cô không sử dụng những mỹ phẩm đắt tiền hả con? Không có. Khi nào mà bạn dắt cam bằng uống đó thì bạn chừa một chút xíu, đừng dắt hết, rồi xong cái lấy chà lên vậy đó. Rồi cái giữ rồi gì khoảng nhiêu ta, tức là khoảng chừng 20 phút chẳng hạn gì đó, rồi xong bằng rửa sạch sẽ lại, chỉ có vậy thôi, đơn giản nhẹ nhàng mỏng nhuyễn không tốn tiền. Vì sao cô là đào hát mà ít khi nhìn thấy cô có sơn móng tay ạ? À? Là tại vì có lẽ là do thiền lâu năm á, thì mình muốn cho toàn bộ tất cả đều không có bị ngọt, tức là cơ thể mình nó trống chừng nào thì nó hay chừng đấy, và nó sẽ ít bệnh chừng đấy. Thì khi nào mà mình đóng những cái vai mà cần sơn thì mình sơn, nhưng mà giảng hát xong mới là bôi liền, là tại vì để cho nó thở. Câu hỏi tiếp theo đó là tiêu chí chọn lựa thí sinh trong các cuộc thi cô chấm thi như thế nào? Miễn là ca hay, và nếu mà được dáng đẹp nữa thì quá tuyệt vời. Ca hay ở đây có nghĩa là có một cái giọng của cha mẹ sinh ra là mình có tự nhiên, nhưng mà mình sau đó thì mình học nhịp nhàng rồi mình cũng có thầy dạy mình. Thì như vậy khi mà đi lên thi thì các thí sinh sẽ tự tin hơn, mà như vậy thì tiện cho giám khảo hơn. Chứ còn cứ mỗi lần mà không có chấm mà một bạn nào mà vô được thì bản thân mình thấy khó chịu lắm, mà mình không muốn cái đó. Cho nên là cũng thật ra cũng đâu có tiêu chí gì đâu. Có những người mình thấy ở ngoài thì cũng rất được, nhưng mà khi lên sân khấu thì là bỗng nhiên mọi thứ nó nguội. Nhưng mà có những người mình thấy ở ngoài bình thường, nhưng mà đặc biệt là khi lên sân khấu cất giọng lên là mặt mũi sắc trưng. Thì như vậy là cái yếu tố đó, ngoài cái tài năng thì có thể còn một cái gì nữa đó trong một cái thần thái. Thì không hiểu được, nhưng mà thật ra mình không có tiêu chí gì hết. Nghĩa là các bạn phải mới, và các bạn ca hay thì các bạn sẽ tự tin và các bạn sẽ đi vào thôi. Cô là một người ưa thích đọc sách. Vậy theo cô, một quyển sách hay cần hội tụ những điều gì? Tức là sau khi đóng cuốn sách đó lại rồi, mình có một cái gì đó để cho mình giữ đó, hoặc là để cho mình áp dụng trong cái đời sống của mình. Và đặc biệt là sau khi khép cuốn sách lại thì mình thấy rõ thanh thản, và mình có khôn ra được một chút. Tóm lại là trước nhất của cái đọc sách đó, thì mình quan niệm là mỗi một cuốn sách là một đời người. Có khi người ta gian khổ cả một cái quá trình sống như thế nào đó, mà người ta rút ra được bao nhiêu đó. Và khi mình đọc lên cái cuốn sách nó gọn gàng, có khi mình đọc chỉ có một ngày, thậm chí mình đọc có một buổi, thì cái học khôn gì, lý do gì mà không học. Câu hỏi cuối cùng, cô hãy miêu tả về cuộc sống hiện tại của cô ở tuổi 76 được không ạ? Thì đi làm, thỉnh thoảng là có lời mời đi giảng, rồi ở nhà thì học và giữ sức khỏe cho tốt để mặt mũi được khang trang, tức là không làm phụ lòng những cái người mà yêu mình. Ngại nhất là ngày xưa khi mà người ta thương mình rồi cái tới bây giờ mình có một cái gì đó để làm cho người ta thất vọng. Cái cuộc đời này mình nghĩ rằng không có gì mà nó tội tình cho bằng là mình làm cho một người mà thương mình mà thất vọng. Ở đây rất là nhiều người yêu cải lương, và bản thân mình thì được khán giả thương, cho nên mình nói chung là mình giữ thân cho nó đàng hoàng tử tế tốt đi thôi, chứ ngoài ra có gì đâu. Dạ rồi, cảm ơn cô, chúc cô thật nhiều sức khỏe. Trời ơi, cảm ơn bạn, mỗi lần là có mấy câu hỏi, nhiều có nhiều khi câu hỏi khó ghê luôn á.